tuần nữa 20.000 một ký, keo 25.000 ký tôi sống, tôi dẻo tôi sửa. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là giao giữa quận 8 và quận Bình Tân. Thì hôm nay em dẫn cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi về một cái con đường mà con đường đó thuộc quận 8, một bên là quận 8, một bên là Bình Tân. Và đó là con đường An Dương Vương. Phía trước mặt chúng ta đó là đường đại lộ Võ Văn Kiệt, nối đến đường quốc lộ 1 và đi đến cao tốc Trung Lương. Chỉ khoảng chừng 1 km nữa thôi là chúng ta đến cao tốc Trung Lương rồi. Hôm nay sẵn có việc đi ở con cung đường này, em mời cô chú anh chị các bạn chúng ta cùng đi dạo quanh khu vực này ha. Và nơi đây là giao lộ giữa An Dương Vương và Võ Văn Kiệt. Nếu chúng ta quẹo trái là đi về bến Phú Định đó, Phú Định rồi kênh Lò Gốm, ngay giao lộ ngã tư này. Và trước mặt chúng ta là những cái xe bán rất là nhiều cái rau củ quả rất là rẻ cho công nhân, rồi cho các anh chị lao động ở khu vực này. Và hôm nay chúng ta cùng đi đến một cái ngôi chợ, đi ngang một ngôi chợ, đó là chợ xóm lao động ở khu quận 8 đó, để chúng ta thấy coi ở đây mức sống như thế nào ha. Rồi tới đây là giao lộ An Dương Vương nè, chúng ta sẽ quẹo trái, quẹo trái là đi về cái bến Phú Định đó, mình sẽ quẹo phải con đường An Dương Vương quận 8 này, và thẳng An Dương Vương thì chúng ta sẽ đến bến xe miền Tây luôn đó. Rồi mình sẽ quẹo phải vô luôn nha. Thẳng hướng này là mình sẽ đi đến bến xe miền Tây, và chúng ta sẽ đi ngang một cái ngôi chợ nhỏ nhỏ, nhưng mà chúng ta sẽ đi ngang chợ thôi nha, mình không đi tới bến xe miền Tây. Khu này thì một bên phải là quận 8 và bên trái là Bình Tân. Thì ở đây đa phần bà con đây là những người dân lao động buôn bán những cái tạp hóa, bán cái nông sản ở dưới quê đem lên, rồi bán thu gom ve chai, hoặc là làm nghề lao động phổ thông ở đây rất là nhiều. Một phần ở đây là gần với khu công nghiệp đó, Bon Chen rồi đó, khu công nghiệp Tân Tạo, Bình Chánh. Ở đây thì mình thấy nhà cửa hai bên thì hầu như ngày xưa thì không có nhiều, nhưng mà ngày nay thì những cái nhà một san sát nhau, đa phần là những cái nhà ở đây là người ta xây lên để cho thuê đó, chứ những người ở đây thì rất là ít, đa phần là những anh chị ở các tỉnh khác đến đây để làm ăn. Vì ở đây mức sống rất là thấp, một phần cơm, một phần hủ tiếu chỉ có 10.000, chưa tới 1 đô nữa. Khoảng 1 đô tức lại là chúng ta no một bữa rồi. Một ngày thì khoảng xài chừng 2-3 đô, 50.000 là ăn uống, là tính ăn ngoài đường đó. Là chúng ta gần đến cái chợ rồi nè. Ngày xưa con đường này rất là ngập lụt, đường đất. Nhưng mà sau này thì có những cái dự án quy hoạch làm đường xá lại, thì con đường này được nâng cao lên cả hơn 1 mét đó. Nên thành ra đường đẹp thì nhà bắt đầu mới mọc lên. Chứ thôi là ngày xưa là ở đây đất trống, khu này cây cối um tùm. Bây giờ thì anh chị thấy xe cộ, rồi hàng quán mọc lên rất là nhiều, xây dựng rất là nhiều. Thì thành ra khu này bụi dữ lắm, rất là nhiều bụi luôn.
nên những cái chủ nhà họ nếu mà có đất ở đây họ chỉ xây lên chỉ để cho thuê thôi, còn họ sẽ ở những khu khác. Và chúng ta xíu nữa là mình sẽ đến ngôi chợ rồi nè. Ngôi chợ này nằm ở trên con đường An Dương Vương này, An Dương Vương thuộc quận 8 và bên trái thì thuộc quận Bình Tân. Ở đây có Bách Hóa Xanh đó nè. Chúng ta bắt đầu đi đến con chợ này rồi đó. Nhưng mà chợ này cũng có cái tên, nhưng mà do em không có ở khu vực này nên thành ra không biết chợ này là tên gì. Để em xem, thường cái chợ nó gắn liền với cái địa danh. Chợ này cũng là thuộc chợ tự phát thôi. Bà con thấy trống chỗ nào thì bày bán ở chỗ đó. Mình thấy quần áo cũng như bao ngôi chợ khác cũng có đầy đủ các cái mặt hàng quần áo rồi rau củ quả thịt rồi hàng ăn uống. Hàng ăn uống ở đây là những cái hàng quán ở nhà người ta đó, người ta thuê rồi người ta bán luôn chứ không phải khu ăn uống giống như những ngôi chợ Hòa Bình hay là chợ Bến Thành. Ở đây là xe cộ rất là đông. Ở đây thường xuyên xảy ra cái tình trạng gọi là kẹt xe do cái chợ này nằm ở dọc hai bên đường, nên thành ra nếu mà người ta đi mua sắm thì người ta sẽ dừng lại, và dừng lại thì sẽ bị kẹt xe. Ở đây chúng ta thấy có bán xe đạp, bán quần áo, bán nón bảo hiểm, bán rau củ rất là nhiều luôn. Mình chỉ chạy ngang qua thôi anh chị, các anh chị và các bạn trải nghiệm cùng em đi trên một cái con đường ngày xưa là con đường đất và ngày nay là cái ngôi chợ. Để em xem cái cầu này chúng ta vừa qua lại cầu tên gì cái đó. Và cầu này là cầu Mỹ Thuận. Đây bán gà nè, gà, cá, rồi thịt, ếch. Wow, quá trời. Tới đây là mình nghe cái mùi tanh tanh của hàng cá đó. Mực. Bây giờ Sài Gòn là 11 giờ. Hiện tại thì hôm qua thì mưa quá trời mưa. Chúng ta đi ở trong khu vực cầu kho mà em phải đứng lại đại đợi mưa hết mưa mới về. Và ngôi chợ này chỉ có một đoạn trên đường này thôi. Bán sầu riêng 15.000 ký, giá đây cũng rất là rẻ, không có mắc. Gạo thì mười mấy ngàn ký, 12.000, 13.000. Cơm thì 15.000 phần, 20.000 phần. Dưa hấu 10.000 ký. 15.000 2 kg, 15.000 sổ luôn. Cam sành thì 15.000 2 kg. Trong khi mấy ngôi chợ khác thì gần 30.000 1 kg. Tại cam sành em cũng hay mua nên em biết giá. Thì tất nhiên là tiền nào của nấy mà không thể so sánh được rẻ hay mắc. Vì nếu mà những cái loại cam mà nó bị chai, không có nước thì rẻ. Đó, chúng ta vừa qua một cái ngôi chợ để các anh chị thấy mấy khung cảnh ở cái khu vực xóm lao động quận 8. Đâu đó cũng còn có sự khó khăn. Đây bán chuối, bán dừa rất là nhiều nè. Và đến đây là đường An Dương Vương giao với đường số 59, quẹo trái chúng ta sẽ đi về bến xe miền Tây, và đi thẳng này chúng ta sẽ về con đường Lý Chiêu Hoàng, chợ lớn, khu vực chợ lớn luôn. Hai ký khoai lang 10.000. Và chúng ta đến đây là con đường Lý Chiêu Hoàng rồi nè. Cái con đường ngày xưa
mang tiếng rất là nhiều về cái sự lầy lội, và hôm nay con đường này đã thay da đổi thịt, và chúng ta thấy con đường này rất là đẹp. Chúng ta dừng đèn đỏ xíu nha, sẽ đi tiếp một đoạn nữa. Và ở đây chúng ta thấy có những cái building đang xây lên rất là nhiều luôn nè. Đó, bên tay trái chúng ta nè. Building rất là lớn ở khu vực đường Lý Chiêu Hoàng này. Thì từ cái đoạn An Dương Vương, cuối đường An Dương Vương lúc nãy, chúng ta đi đến đường Lý Chiêu Hoàng khoảng chừng 2 km thôi. Chúng ta thấy một cái khung cảnh nó khác liền ha. Lúc nãy thì nhà cấp 4, nhà lụp sụp, mà vô đây thì nhà kiên cố, nhà lầu không à. Nhưng mà chắc không còn bao lâu nữa thì cái khu vực quận 8 lúc nãy thì nhà cửa sẽ rất là lớn, tại vì hiện tại đang xây. Khu đó đang trong giai đoạn là hoàn thiện đó. Ở khu đó hiện tại xây sửa rất là nhiều, nhà bự không à, chừng vài năm nữa thôi thì bà con ở đó sẽ khá lên. Một cái mặt tiền thuê nguyên căn ở khu lúc nãy là khoảng 15 triệu, là nhà rất là rộng, nhà cỡ 100 m² á, 15 triệu là đối với bên quận 8 nha. Còn bên bên trái là bên Bình Tân á, thì sẽ rẻ hơn nữa, nửa giá tiền, tầm 8-10 triệu. Tại vì những cái quận mà quận số ở Sài Gòn á, thì giá nó sẽ rất là cao so với những cái quận có chữ, ví dụ như quận Bình Chánh hay là quận Bình Tân hay là quận Tân Phú, thì cái giá nó so với những cái quận 1, quận 2, quận 3, quận 4 thì không bằng ha. Rồi một số hình ảnh ở cái chợ khu vực cầu Mỹ Thuận, con đường An Dương Vương, quận 8, gửi cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi khám phá một cái khu vực mới, và thấy một cái sắc thái mới của Sài Gòn. Và bây giờ đến đây video cũng đã dài rồi, chắc xin tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Và chúng ta thấy đây là nhà máy hãng giày Bitit, mà chúng ta thấy nổi tiếng từ ngày xưa nè. Khu vực này đường Lý Chiêu Hoàng. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn lại. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi.